Bạn tên gì, giới thiệu luôn. Em tên là Bùi Hòa Bình. Năm nay là em vừa mới bước qua tuổi băm rồi. Em làm về kinh doanh. Rồi, mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Tài quá trời các bên kia. Dạ, em chào chị Cát Tường. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chào bạn cùng chơi. Dạ, em là Trần Minh Nguyệt, 25 tuổi. Em hiện là giáo viên dạy tiếng Anh với dạy nhạc. Dạy tiếng Anh và dạy nhạc, dạy ở đâu em? Ở Vũng Tàu. Ủa mà em dạy ở Vũng Tàu hả? Dạ. Là hiện giờ em ở Vũng Tàu luôn. Em ở Vũng Tàu luôn ạ. À, là hôm nay lên đây để tham gia chương trình thôi hả? Dạ đúng rồi. À, ủa anh kia quê ở đâu nãy nghe chưa rõ? Dạ dạ em sống ở Sài Gòn chị ơi, thành ra là đi cũng gần. Dù nếu giờ ba quen bạn gái ở Vũng Tàu thì tháng ra mấy lần? Chắc một tháng em ra được hai lần. Đúng rồi. Tháng hai lần thì em thấy hơi ít chị, tháng có hai lần là ít rồi. Ý em muốn tháng mấy lần? Tuần lần. Tuần lần. Được không? Tuần lần là coi như tháng bốn lần. Dạ thí dụ như mà một tháng hai lần mà một lần hai ngày được không chị? Người chơi thấy tiếc chút sức khỏe rồi không? Dạ. Tiếc chút công sức. Không có, dạ. Thấy không đúng, được đúng rồi. Không có nhiệt tình lắm. Đúng rồi. Mà nhiệt tình quá mà. Mới quen thì chơi không nhiệt tình rồi. Ta bận công việc, bên đây là làm giám đốc phát triển thị trường đúng không? Dạ vâng, em hiện đang làm về thang máy. Bạn làm nghề thang máy, bạn làm giám đốc phát triển thị trường, bạn đi suốt như vậy. Dạ. Đúng là không có thời gian quen bạn gái rồi. Dạ. Không lẽ mình không có chừa một cái khoảng không gian nào cho bạn gái hay sao? Em từ sau khi cái mối tình cũ á, em cũng cũng buồn nhiều. Với lại em cũng có một cái hy vọng là cô ấy quay lại. Hả? Hả? Cô đi về, em đi về. Đi về. Vẫn còn yêu bạn kia. Không anh. Sao bạn nói mà vẫn mong quay trở lại? Dạ tức là trong một cái khoảng thời gian đó thì nó cũng buồn cũng lâu lắm. Nhưng mà một ngày cái mình nhận ra là tại sao mình cứ phải buồn hoài à? Đúng cuộc rồi, sống của mình à? Cuộc sống của mình có 60 năm trời à? Hả? À, thôi đừng có nói chuyện cũ buồn nữa, bên đây ta muốn đi về rồi nè. Dạ có chứ anh, nghe bài Khi Người Đàn Ông Khóc chưa? Nè bây giờ bạn này rất là tình cảm. Nói nữa là bên đây cổ đi về đó nha, nóng lắm rồi đó nha, giận rồi đó. Giờ nè em nói những cái điểm mạnh của em cho anh nghe coi. Dạ thật ra em tới đây giống như là em muốn trình bày hết những cái tư tưởng tình cảm của mình để mà mình chọn cái người phù hợp. Thì em nói hết lèo thôi. Khuyết điểm thì em có nhiều lắm. Thứ nhất em là một người rất là thẳng thắn. Thứ hai em hơi nóng tính. Em nghĩ khuyết điểm cũng hơi bự đó chị. Hơi nguyên tắc, có nghĩa là một vài lần gặp em thì em sẽ rất là nguyên tắc, khó gần. Nhưng mà thân rồi thì cũng vui lắm, không có gì đâu. Với lại hơi có cảm xúc mạnh á. Có nghĩa là mình nói cái gì, mình làm cái gì mình cũng phải dồn hết vào, mình nói mình làm ngay lúc đó đó. Nghe con người mình có tư chất nghệ sĩ. Đúng rồi đó chị. Cho nên là mình làm việc theo cảm xúc. Thế là bây giờ là thích mà nói vài câu quê là họ thích hết thích. Có nghĩa là cảm xúc hơi tuột rồi đó. Nãy giờ là tuột. Tới đây là tuột rồi. Bởi chị biết em tuột mà chị đang ráng bơm em lên. Bạn nói gì cho nó hết tuột ơi, nói gì cho nó hết tuột ơi. Em hơi lạ đó là em học luật, em tốt nghiệp đại học luật. Em có một thời gian qua Úc học một năm rồi. Em về đây hồi đầu năm em cũng đi làm rồi. Nhưng mà bức bách quá, thế là em bây giờ chỉ có đi dạy tiếng Anh và đi dạy nhạc thôi. Nhưng mà bên cạnh đó em cũng có một số ưu điểm như sau. Đó là em thích chăm sóc nhà cửa. Em rất thích nấu ăn. Ước mơ lớn nhất của cả đời em là có một cái khu vườn nhỏ của mình. Đại khái là phát triển mô hình vườn rau sạch. Vườn rau sạch. Dạ, làm nông dân đại khái vậy đó chị. Và hôm nay em đến đây là em khát khao gặp người đàn ông như thế nào? Cũng không cần giống em lắm đâu. Tại em thấy em cũng hơi lạ đó. Cho nên là chỉ cần hiểu thôi. Với lại vun đắp trồng làm một khu vườn cho em. Có khao khát không? Dạ thì những cái sở thích với lại những cái tính cách của bạn đó thì giống y chang em luôn. Cái mong ước của em cũng là trồng rau sạch luôn. Thật ra mình sống trong môi trường này mình thấy nó ô nhiễm quá. Mai này nếu mà em có tiền á là em lên núi em sống. Hoặc là em về mình biển gì đó em sống. Và em sẽ trồng rau, nuôi cá, nuôi bò vậy đó. Cũng cùng sở thích ha. Dạ. Khuyết điểm gì, ưu điểm gì nói cho bạn kia biết luôn. Nhanh đi để bạn tụt cảm xúc á. Ưu điểm là em rất là vui tính, em hài hước. Và em nói chuyện thì nó dễ gần. Dễ gần, nó mới lên câu đầu tiên là thấy là dễ quê rồi chứ dễ gần. Dạ, tại vì em muốn chia sẻ cái thật của em nó đang là như vậy. Tức là trong quá khứ thì... Bỏ khoảng quá khứ đi, bỏ. Mình phải sống tới cái vườn rau sạch phía trước. Dạ. Thì cái yếu điểm của em á, thứ nhất á là em ngủ ngáy. Và cái này là... Tụt nữa. Sao tụt nó hết khuyết điểm mà nói đi. Và cái thứ hai là em có một cái mùi hôi cơ thể. Dạ thành ra là đâu có gì đâu. Ngoài những cái phần đó thì nhưng mà bù lại cái chuyện mà mùi hôi á thì em hay tắm lắm. Thành ra một ngày em tắm cũng hai lần. Tôi không hôi mà ngày tôi cũng tắm 5 lần rồi. Dạ. Và dạ chị ngửi thấy mùi gì không chị?
thiệt luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Nguyên cơ thể mới tắm phải mùi hôi. Dạ. Cái đó người ta giấu đi, ai đâu mà lên mà phủ ầm vô người ta vậy. Người ta một cái người nghệ sĩ mong manh ngồi bên kia kìa. Dạ. Lên nhưng mà quốc nãy giờ người ta tụ cảm xúc tụt tới dưới, tôi mới có lâu lên được như đây ông đập xuống nữa. Dạ. Rồi muốn đi kiếm vợ không? Ờ dạ muốn chị. Cô này dễ thương lắm á nha, nói quá một hồi là hối hận á. Khao khóc. Dạ. Sao ngoại hình sao? À, dạ em thì nếu mà từ 1m5 đến 1m9 đó là phù hợp với em. Gì rộng dữ vậy? Dạ. Khoảng cách xa vậy? Dạ tại vì thiếu mà thí dụ mà 1m5 á khi mà hung á thì em ôm lên. Còn nếu mà 1m9 thì em đứng nhón chân cũng được. Được. Dạ. Được, ấn tượng rồi đó. Dạ. Chị. Hả? Thật ra em đăng ký thì em nói là em thích người có mùi cơ thể á. Có không? Dạ nhưng mà anh này anh nói là mùi hôi cho nên là em phản ứng vậy thôi. Vậy là mỗi người có một cái mùi á, mùi đặc trưng của cái người đó. Tuyến mồ hôi đó chị. Mùi đàn ông thôi phải không? À, nhưng mà anh này anh nói mùi hôi cho nên là em hơi... Ủa biết đâu em yêu em thích cái mùi hôi của anh. Nhiều khi em lại ghiền cái mùi đó đó cái đâu mà không có cái mùi đó là chết chịu không nổi luôn á trời. Thôi bây giờ là mình biểu diễn nghệ thuật đi. Làm một cái cho bên kia sợ chơi. Anh ơi, đàn đó là cô đó đàn hay là có người đệm đàn? Cô đó đàn chứ các tường làm gì biết đàn. Dạ. Dạ hôm nay đến đây thì em cũng có chép một bài thơ. Móc bóp giống anh đưa tiền hay gì. À dạ không. Bài thơ này nó chưa có tên. Dạ. Có phải anh khờ lắm phải không? 30 tuổi đến vẫn nằm không. Sáng trưa chiều tối công với việc, đi về nhà cửa cứ lạnh không. Lỡ có yêu anh em đừng sợ, tim anh nóng rực cả mùa đông. Nếu buồn gọi anh em biết không, có người chia sẻ tỏ nỗi lòng. 30 tuổi đến tình chưa có, đã có chương trình chắc thành công. Thiếu câu nữa. Yêu anh em có sợ không? Dạ. Mùi hôi thoang thoảng đâu đây đó. Dạ. Phải thêm câu nữa thì mới thật. Dạ. Đúng không? Dạ. Giờ vấn đề chỗ là giờ hôm nay em có được người thân gì theo không? Có anh, hôm nay em có mời mẹ của em theo. Có mẹ hả? Dạ dạ. Mẹ đó. Dạ. Chào cô ạ. Xin chào anh Nguyễn Linh. Dạ. Dạ. Cô nhìn thấy đối phương bên kia sao cô? À, theo như mình thấy thì cô bé rất là xinh xắn, nói chuyện cũng dễ thương, rất là thích. Cảm ơn bác. Có đi với người thân không em? Dạ em có đi với bạn thân của em. Em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quý Linh. Cảm xúc của bạn nãy giờ dành cho cái anh bên kia đó, em nhận xét ảnh sao? À, có lẽ là cảm xúc của em cũng như cảm xúc của người ta cũng lên lên xuống xuống. Nhưng mà em hy vọng là anh sẽ không nóng tính, bởi vì Nguyệt nó rất là nóng tính rồi. Khi mà nó nóng tính một cái là em sợ luôn. Nóng có khi nào Nguyệt đánh ai không em? Dạ đánh thì không có đánh. Chứ mà nóng mà làm gì? Nóng thì lừ lừ mắt rồi đập bàn cái rầm cái. Em về chi cho đau tay đó cho đập nha. Dạ. Bây giờ mình để anh xem thử bên đây. Nãy giờ khen đẹp lắm. Chào bạn, trời dễ thương quá. Nhưng mà sao nóng tính vậy ta? Thì có nghĩa là em thể hiện cảm xúc nó trong sao nó vậy á. Có nghĩa là nói cái gì em cũng dồn cảm xúc vô hết thì nó như vậy thôi. Giống anh á, sáng anh đi chang vậy đó. Có gì bằng xử theo luật pháp là chứ không có gì đâu sợ. Rồi, kéo màn lên. Nhìn thẳng vô mắt bạn ấy nha. Ờ, chào em. Dạ, chào anh. Em cười. Hôm nay anh có mang một cái món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn ạ. Em coi thử đi. Dạ. Cảm ơn ạ. Thôi dạ. Kệ đeo đi, đeo cho tình cảm kéo chứ. Dạ được rồi. Dễ thương quá. À, anh quan niệm thế nào về cái cuộc sống hôn nhân á? Thứ nhất á là phải biết hy sinh. Thứ hai á là việc thì phải chia sẻ với nhau. Dạ. Còn em á thì em cũng nói luôn, giống như là mình đến với nhau á là mình tìm hiểu nhau nghiêm túc và chân thành. Thế còn mình đi với nhau á thì mình phải chia sẻ. Cả một đoạn đường đó thì phải chia sẻ. Đó là có gì mình phải nói cho nhau nghe chứ đừng có giấu. Đúng. Giấu ai mà biết được đâu. Đúng, đúng không? Dạ anh nghĩ là cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Với lại hồi nãy em có nói về cái vụ mà tính em nóng á, em đập bàn đập ghế, tính anh cũng vậy luôn á. Thật ra có những lúc mà em cãi á, lúc cãi xong mà em nghĩ là mình cũng hơi sai sai đó. Nhưng mà hả, cái lúc đó mình nóng quá mà, thì nếu mà anh là người con trai mà chịu nhường nhịn một chút á thì em cảm thấy em sai rồi em sẽ sửa lỗi. À chỗ đấy thì em yên tâm.
Tức là anh sẽ chia đều ra, thí dụ như lúc này em nóng, lúc sau anh nóng. Dạ, cũng được như không như chia anh đều. Dạ. Nó nghe, nó nghe. Dạ, dạ vâng. À, dạ. Đứng lên nói chuyện nghe chút không? Dạ. À, đứng sao bạn? Thấy đẹp trai không? Dạ. Hồi đây tôi đứng xa đây, nhầm của tôi à. Dạ. Đứng sát sát mình chút xíu nữa coi. Dạ. Không. Đúng, ok, không okay. Nổi, không nổi. Thôi, 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 được rồi đó. Thôi bỏ cái vụ đầu đó, bỏ. Hết giờ rồi, không nung. Đó, suy nghĩ thật kỹ nha. Quyết định nha, đo cảm xúc của mình đi. Lúc lên, lúc xuống. Cân chia đong đếm coi cái lên nhiều hay cái xuống nhiều. Một. Hai. Muốn lấy vợ lắm rồi. Ba. Làm gì bấm nhanh như vậy? À, nôn quá hả? Em sợ cái nút nó không ăn. Dễ thương đó, bạn trai rất là dễ thương, rất có duyên, nói chơi vậy thôi. Dạ. Chứ không có gì đâu. Dạ. Không có thấy hôi gì đâu sợ. Hy vọng mọi người thì tiến xa hơn. Dạ. Mày đi xem phim ha. Dạ. Rồi hỏi kỹ nhau nữa. Dạ. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Nào, chúng ta hãy nắm tay nhau. Cảm nhận về nhau. Rồi, mời các bạn. Chúc mừng các bạn.